chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc hôm nay. Mở đầu chương trình là những nội dung chính như sau. Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2018, triển khai công tác quý 2 năm 2018. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Đông trùng hạ thảo đan ngọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thành ủy Bảo Lộc đã triển khai tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu các nội dung của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành, gồm 4 nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến đổi mới phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế, về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả, về quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Lộc đã đến dự. Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 với nhiều điểm đổi mới về độ tuổi gọi nhập ngũ, từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Là sinh viên cao đẳng, đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Công tác tuyển quân được tiến hành một đợt trong năm. Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 vừa qua, công tác đăng ký, quản lý nguồn đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc với tổng số nguồn là 6.425 công dân, chiếm 4% so với dân số đã tổ chức xét duyệt. Công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018 được tiến hành một cách chọn lọc, tuyển chọn nguồn có chất lượng tốt. Tổng số công dân đủ điều kiện gọi khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là 1.755 thanh niên, tổng số điều khám 298 thanh niên, trong đó có 172 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe. Kết quả năm 2018, toàn thành phố đã giao 95 trên 100 thanh niên nhập ngũ, đạt 95% chỉ tiêu. Trong đó có 5 đảng viên và 90 đoàn viên với trình độ học vấn cấp 3 đạt 56,1%, trung cấp, cao đẳng, đại học là 7%. Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất từ đại diện lãnh đạo các xã, phường, trung tâm y tế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, cũng như những định hướng cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận, Bí thư Thành ủy Lê Hoàng Phụng đã có những ý kiến chỉ đạo nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn động, cũng như để triển khai tốt hơn cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm tiếp theo. Từng cái bộ phận, từng cái ban ngành đấy, phải nói rõ những cái mặt hạn chế, những cái tồn tại, những cái yếu kém của mình và phải có cái hướng khắc phục trong thời gian tới. Đấy. Thì đó là vấn đề thì chung trong cái kiểm điểm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự rút ra từ cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí chỉ huy trưởng, ý kiến phát biểu của các đồng chí để chúng ta có thể là đi vào những cái thực chất của những vấn đề về các cái tồn tại và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân cùng 8 đơn vị đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và tổ chức hội trại tổng quân năm 2018. Ban An toàn Giao thông thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2018 và triển khai công tác quý 2 năm 2018. Ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông giảm. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật
an toàn giao thông, tình trạng các phương tiện đổ dừng sai quy định, xe tự chế chưa được xử lý triệt để. Cùng thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức tuần tra lập biên bản xử phạt 737 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách hơn 256 triệu đồng. Tại hội nghị, các ban ngành, đoàn thể, các xã phường cũng đã đóng góp ý kiến liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của thành phố trong quý 2 năm 2018. Trong đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi uống rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, xe chở quá trọng tải, tình trạng xe tự chế, xe hết niên hạn tham gia giao thông. Chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền luật an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh. Tại hội trường Thành ủy Bảo Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý vật tư nông nghiệp năm 2018. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với diện tích hơn 278.000 hecta canh tác với các loại cây trồng như trà, cà phê, dâu tầm tơ, điều, trái cây và các loại rau, hoa màu, lúa. Trong đó diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao gần 52.000 hecta, chiếm hơn 18% diện tích đất canh tác toàn tỉnh. Vì vậy, nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng ngày càng có xu hướng gia tăng. Bình quân hàng năm, ngành trồng trọt của tỉnh cần khoảng 3,99 triệu tấn phân bón các loại. Toàn tỉnh hiện nay có 1.514 doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Để tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng, trong năm 2017, các ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho các cơ sở kinh doanh, tuyên truyền hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân. Các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra và giám sát việc sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Khảo thí Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo kế hoạch, các đơn vị sẽ thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 của thí sinh bắt đầu từ đầu tháng 4 cho đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2018. Học sinh hiện đang học lớp 12 năm học 2017-2018 của các trường Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại đơn vị mình đang theo học. Đối với thí sinh tự do có hai nhóm đối tượng. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dự thi để xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, được lựa chọn một điểm thu nhận hồ sơ là tại trường Trung học Phổ thông hoặc tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên gần nơi cư trú để nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng, nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định. Các điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh tự do đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại thành phố Bảo Lộc, nhận hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Tiến lên kế hoạch và phương án đầu tư xây dựng cơ bản đối với hai công trình là hẻm 88 Phan Chu Trinh tại tổ 8A với chiều dài 180m, với tổng số vốn đầu tư là 225 triệu đồng. Trong đó xin đối ứng ngân sách nhà nước là 35%, tương ứng 78 triệu 750 ngàn đồng, nhân dân đóng góp 65%, tương ứng 146 triệu 250 ngàn đồng. Và hẻm 137 Nguyễn Tri Phương tại tổ 1A có chiều dài 511 m, tổng số vốn 511 triệu đồng, trong đó xin đối ứng ngân sách nhà nước là 35%, tương ứng 178 triệu 850 ngàn đồng, nhân dân đóng góp 65%, tương ứng 332 triệu 150 ngàn đồng. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến trong năm 2018. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2018, Đảng ủy phường 1 tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Tham dự hội thi có 17 bí thư chi bộ thuộc các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường 1. Trong đó có 13 bí thư chi bộ tổ dân phố và 4 bí thư chi bộ thuộc Ủy ban dân phường. Theo yêu cầu, các thí sinh dự thi 4 phần gồm tự giới thiệu, trả lời câu hỏi nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng, thuyết trình và câu hỏi giao lưu với khán giả. Qua hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư, chi ủy viên chi bộ, tạo điều kiện để các đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy
viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của bí thư chi bộ. Nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hội thi cũng là cơ sở để Đảng ủy phường 1 đánh giá sát tình hình hoạt động của chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng ở cơ sở, phát hiện nhân tố mới để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kết quả hội thi, Đảng ủy phường 1 sẽ chọn cử 2 đồng chí bí thư chi bộ đạt giải cao để tham gia hội thi cấp thành phố. Xác định công tác chăm sóc sức khỏe người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Đại Lào đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Đại Lào đã tổ chức và duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tại trạm, ngoại trạm với gần 1.000 lượt người dân. Trong đó, khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế chiếm 80% lượt người. Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú là 54 trường hợp với 150 lượt trên một ngày. Cùng với công tác khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu cho người dân, trạm còn tổ chức tiêm chủng mở rộng đạt 28%, triển khai chương trình uống vitamin A cho trẻ đạt 30% kế hoạch năm, tổ chức tư vấn hướng dẫn cho phụ nữ mang thai. Trạm còn đặc biệt quan tâm và tuyên truyền cho người dân về các chương trình y tế quốc gia trong phòng chống các loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như sốt xuất huyết, sốt rét, bướu cổ, tiêu chảy cấp. Sáng 12 tháng 4 năm 2018, tại khách sạn Dâu Tầm Tơ, Bảo Lộc, Chi hội Du lịch Nam Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2018. Chi hội Du lịch Nam Lâm Đồng được thành lập từ năm 2000 đến nay, tổng số hội viên của chi hội là 24 đồng chí, hoạt động tương đối đa dạng trong các lĩnh vực như kinh doanh, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, may mặc với mục tiêu tập hợp liên kết hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiến tới chuyên nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh và cạnh tranh lành mạnh. Năm 2017, chi hội đã quan tâm và chú trọng công tác xúc tiến quảng bá du lịch, như lập trang web, cài đặt phần mềm quản lý khách sạn, cử nhân viên đi học để nâng cao nghiệp vụ. Cạnh đó, chi hội cũng đã đề xuất với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở lưu trú là hội viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc của các hội viên. Hướng đến các hoạt động cho năm 2018, chi hội sẽ tăng cường công tác, tổ chức phát triển 30 hội viên trên cả 6 huyện thành phía Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cho các hội viên nói riêng và chi hội nói chung. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm dược liệu quý bậc nhất trên thế giới, có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, tiểu đường, mỡ trong máu, tăng sức đề kháng, trẻ hóa tế bào, tăng cường chức năng sinh lý. Ngoài tự nhiên, đông trùng hạ thảo phát triển trong điều kiện tương đối đặc biệt, nơi có độ cao trên 3.000 mét, ôn đới, thổ nhưỡng trong lành. Đông trùng hạ thảo là nấm cordyceps, ký sinh trên sâu non, dùng chất dinh dưỡng của sâu non để nấm phát triển. Đông trùng hạ thảo tự nhiên bị khai thác cạn kiệt và giá thành quá cao. Đến nay, phát hiện hơn 600 loài đông trùng hạ thảo, nhưng có 2 loài có dược chất cao là Cordyceps senensis và Cordyceps militaris. Hiện chỉ có chủng nấm Cordyceps militaris là trồng nhân tạo thành công. Đan Ngọc là một trong số các công ty nuôi trồng thành công chủng nấm Cordyceps militaris. Với tiêu chí vì cuộc sống khỏe mạnh, ngay từ khi thành lập, Đan Ngọc xác định sản phẩm chủ lực của công ty là đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris. Công ty sản xuất nấm Cordyceps militaris mô phỏng gần giống tự nhiên về chất dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm.
Với lợi thế nhà xưởng đặt tại vùng đất thủ phủ dâu tầm tơ, Đăng Ngọc đã lựa chọn nhộng tầm sạch là nguồn nguyên liệu để làm giá thể. Bởi so với các loại giá thể khác, nhộng tầm chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của phôi nấm, tạo nên loại đông trùng hạ thảo có chất lượng ưu việt. Để có sản phẩm chất lượng, Đăng Ngọc đã đầu tư một cách bài bản từ hệ thống nhà xưởng, máy móc, dây chuyền công nghệ đến nguồn nhân lực và đặc biệt là giá thể nhộng tầm cũng như nguồn giống. Những con nhộng tầm được tuyển lựa cho vào các hũ thủy tinh đạt chuẩn, hấp vô trùng. Sau đó được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và chăm sóc chuyên biệt với nhiệt độ, độ ẩm thích hợp để bào tử nấm phát triển sinh trưởng tốt nhất. Sau khi cấy khoảng 60 đến 70 ngày, nấm Cordyceps militaris được thu hoạch. Công ty áp dụng công nghệ sấy tan hoa để giữ nguyên màu vàng cam đặc trưng và đặc biệt là giữ được tối đa lượng dược chất trong nấm. Đây chính là điểm làm nên chất lượng tối ưu của sản phẩm đông trùng hạ thảo Đăng Ngọc, đảm bảo các dược chất cũng như tạo nên sự khác biệt lớn của đông trùng hạ thảo Đăng Ngọc. Hiện tại thì cái chủng giống đông trùng hạ thảo mà nuôi trồng thành công là chủng giống Militaris. Hiện nay là người ta sẽ nuôi cấy trên hai giá thể, là trên giá thể gạo lứt và trên giá thể nhộng tầm. Thì ở doanh nghiệp của mình thì thực hiện chỉ có trên giá thể nhộng tầm thôi. Đây là nuôi trồng mà mô phỏng gần giống tự nhiên nhất. Với cái nuôi cấy trên giá thể nhộng tầm thì thu được cái dược chất nó cao hơn trên giá thể gạo lứt. Chính vì vậy cho nên là ở doanh nghiệp mình là chọn cái giá thể này để thực hiện cái quy trình nuôi trồng. Và đây cũng chính là một cái thuận lợi của doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc là một cái vùng mà cái nguồn nguyên liệu nhộng tầm sẵn có. Và công ty tuyển liệu rất kỹ cái nguồn nguyên liệu đầu vào này. Nhờ tác dụng mà đông trùng hạ thảo đem lại, cùng với sự đa dạng trong cách chế biến sử dụng như rượu dùng trước khi đi ngủ, mật ong đông trùng pha cùng với nước ấm uống mỗi sáng giúp tăng đề kháng, chống lão hóa da. Hay đông trùng hạ thảo tươi hoặc sấy tan hoa có thể pha trà, nấu súp để bồi bổ cơ thể. Bên cạnh đó là sự đầu tư có hệ thống một cách nghiêm túc, chú trọng tỉ mỉ từng khâu sản xuất. Thế nên, dù tiếp cận thị trường chưa lâu, sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo sấy tan hoa, cũng như các sản phẩm bổ trợ như rượu đông trùng hạ thảo và mật ong đông trùng hạ thảo đã được thị trường và đông đảo khách hàng đón nhận. Đây là lần đầu tiên tôi được sử dụng được biết tới cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ở địa phương. Thì tôi cảm nhận là đây là một loại thực phẩm chức năng rất là tốt, chưa có điều kiện để sử dụng nhiều, nhưng mà qua đây thì được uống nè, được thấy nè, tham quan cái quy trình sản xuất ấy, thì rất là khoa học, vệ sinh. Cái khâu vô trùng ấy, khi mà bước vào khu vực sản xuất của họ thì họ áp dụng rất là triệt để. Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất và phân phối sản phẩm đông trùng hạ thảo thành phẩm, Đăng Ngọc đang hướng đến xây dựng nhà máy đạt chuẩn ISO, HACCP, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời phát triển hệ thống đại lý trong nước, cũng như tổ chức chuyển giao công nghệ, cung cấp phôi giống cho các cơ sở có nhu cầu. Mở ra cơ hội gia tăng nguồn dược liệu quý, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng trong việc chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. Thì hiện nay là công ty chúng tôi đang triển khai đó là cung cấp phôi giống đến các cơ sở. Và công ty sẽ chuyển giao kỹ thuật để các cơ sở có thể nuôi trồng. Và công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ phần kỹ thuật. Nên mong muốn của chúng tôi đó là sẽ xây dựng những cái tiêu chuẩn HACCP
ISO để đưa sản phẩm này xuất khẩu. Khi mà thực hiện được cái vấn đề đó thì chúng tôi sẽ liên kết với các cơ sở để thu mua. Bên cạnh các sản phẩm đông trùng hạ thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Ngọc còn mở rộng sản xuất các sản phẩm khác như mật ong và cà phê nguyên chất, những sản phẩm thuần khiết từ thiên nhiên của vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng. Với tâm huyết, mỗi sản phẩm sẽ là một món quà tuyệt vời của người thân yêu trao tặng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Báo tuyển dụng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam. Với phương châm nguồn nhân lực mạnh là giá trị cốt lõi của ngân hàng, Vietinbank tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sẵn sàng chi trả mức thu nhập hấp dẫn để thu hút nhân tài. Hiện nay, Vietinbank Bảo Lộc có nhu cầu tuyển dụng 13 cán bộ cụ thể theo chỉ tiêu sau. 1. Chỉ tiêu tín dụng bán lẻ 9 người, giao dịch viên 4 người. Mô tả công việc và yêu cầu, xem chi tiết tại website của Vietinbank. Hồ sơ dự tuyển bao gồm phiếu thông tin ứng viên, văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, giấy cam kết. Phiếu thông tin ứng viên và cam kết ứng viên có thể download từ website của Vietinbank http://tuyendung.vietinbank.vn, mục trợ giúp, duyệt download. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: từ ngày 25 tháng 3 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2018. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bảo Lộc, số 1, 3, đường 28 tháng 3, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ: 0633 863958, 0633 864304. Thông tin chi tiết xem tại website http://tuyendung.vietinbank.vn. Ủy ban dân phường Bờ Lao thông báo về việc công khai đăng ký quyền sử dụng đất của bà Phùng Thị Kỷ và đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L028284 đã cấp cho hộ ông Hà Văn Bình. Vị trí thửa đất tại tổ 14 phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai tranh chấp khiếu nại gì, thì Ủy ban dân phường Bờ Lao sẽ làm thủ tục theo quy định, mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin của bà Nguyễn Thị Hoe, sinh năm 1934, quê quán Thạch Đỉnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh, trú quán thôn 6, Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, đã từ trần vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 11 tháng 4 năm 2018, hưởng thọ 85 tuổi, lễ nhập quan vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 2 năm Mậu Tuất, lễ viếng vào lúc 15 giờ cùng ngày, lễ động quan vào lúc 8 giờ ngày 29 tháng 2 năm Mậu Tuất nhằm ngày 14 tháng 4 năm 2018, an táng tại nghĩa trang Liên Tôn, xã Lộc Châu. Con trai Phạm Công Giáo cùng tăng gia đồng kính báo.